Chào các bạn. Trong cái video hôm nay chúng tôi xin chia sẻ với quý anh chị và các bạn là top 5 loài cây được ví như là cái máy lọc không khí hút sạch chất độc ở trong nhà. Thì dưới đây là những cái loài cây trồng trong nhà rất tốt cho sức khỏe mà bạn nên tham khảo và nên trồng ở trong nhà. Thứ nhất đây là cây họ cam quýt. Cây họ cam quýt là cái loài cây lý tưởng để trồng trong nhà. Khi chúng ra hoa, mùi hương tỏa ra vô cùng dễ chịu. Ngoài ra cây cũng có khả năng hút ẩm. Lá cây chứa một lượng lớn các cái chất chữa bệnh, diệt khuẩn cho cái môi trường xung quanh cây. Bạn nên trồng cây ở cái nơi có nhiều ánh sáng, tưới nước thường xuyên và giữ cho đất luôn khô thoáng. Và cái cây thứ hai, đấy là cây lười hổ. Loài cây này được mệnh danh là cây dành cho phòng ngủ. Nó giúp sản sinh khí O2 thanh sạch cho gia đình vào ban đêm. Khả năng này hầu như loài cây khác không có được. Ban đêm, thực vật cây cối thực hiện quá trình hô hấp là hấp thu O2 và thải ra khí CO2, nhưng mà riêng với loài cây này lại có cái quá trình là ngược lại, tức là nó lại thải ra cái khí oxy vào ban đêm. Cây này không cần quá nhiều ánh sáng và nước nên là phù hợp đặt ở nhiều cái góc trong nhà. Thêm vào đó là kiểu lá đơn giản cứng của loài cây này còn được tượng trưng cho cái sự mạnh mẽ, sẽ rất ấn tượng khi mà dùng trong trang trí. Thứ ba là cây thường xuân. Loại cây dây leo này phát triển mạnh trong không gian nhỏ, nó cũng phát triển tốt ở trong phòng có cái cửa sổ hay là nắng nhạt. Tán lá rậm rạp của thường xuân hấp thụ rất tốt formaldehyde, còn được gọi là phormon, một trong những cái chất gây ô nhiễm không khí trong nhà phổ biến nhất, vốn được sử dụng nhiều trong các cái vật liệu như là gỗ dán, thảm, xốp cách điện và nhựa gỗ. Các vật này sẽ thải ra formaldehyde rất chậm theo thời gian. Hít thở phải cái formaldehyde ở cái nồng độ cao có thể là gây ra các cái kích thích mắt, làm chảy nước mắt và đau đầu, nóng trong cổ họng, khó thở và ung thư. Và cái loại cây thứ tư là cây lan ý. Cây lan ý tại Việt Nam còn được gọi là cây bạch môn, huệ hòa bình hoặc là vĩ hoa trắng. Loài cây này còn có ý nghĩa tượng trưng cho cái niềm hạnh phúc của phụ nữ. Tức là nếu bạn trồng cái loài cây này thì hạnh phúc và tình yêu sẽ ngập tràn khắp căn nhà. Hơn thế nữa thì cây lan ý không chỉ có cái khả năng hút ẩm mà còn cân bằng không khí và tiêu diệt các tế bào ẩm mốc ở trong nhà. Và loại cây thứ năm đó là cây trầu bà, là cái loại cây leo rất dễ trồng, lá hình tim, xanh thẫm, có gân màu vàng hay màu kem. Có thể để bình cây dây leo ở góc phòng hoặc là treo những cái chậu cây nhỏ gần cửa sổ, chúng sẽ làm cho căn phòng sinh động và tự nhiên hơn rất nhiều. Và cũng giống như nhiều cái cây dây leo khác thì trầu bà khắc phục cái tình trạng khí formaldehyde, carbon monoxide và benzen ở trong nhà. Đây là 5 cái loài cây được ví như là cái máy lọc không khí hút sạch các cái chất độc ở trong nhà, nên là gia đình chúng ta cũng nên xem xét và trồng 5 cái loại cây này để bảo vệ sức khỏe của gia đình và làm trong sạch không khí. Và cũng rất mong rằng với thông tin này sẽ cung cấp cho quý anh chị được nhiều những kiến thức bổ ích trong cuộc sống. Cuối cùng xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của chúng tôi.